Tùy bút biết sống. Tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Giọng đọc Huỳnh Minh Hiền. Chị kể hồi ở Sài Gòn á, hay tới một quán cháo vịt ngon muốn xỉu, nhưng tới hơi trễ một chút là phải chịu bụng đói ra về, bởi quán chỉ bán đúng 6 con vịt, không thêm không bớt. Khách có kỳ kèo hay đòi nằm dạ cũng chỉ nhận được một nụ cười, chịu khó mai quay lại. Hỏi khách quá chừng đông sao không bán thêm, chú chủ quán cười, nhiêu đây là đủ, nhưng đủ cho cái gì thì chú không nói thêm. Ngồi quán đó, chị nhớ cái quán bán bánh canh của má, nổi tiếng xóm hẻm hồi xưa. Mỗi ngày nấu đúng 72 tô, hỏi tô thứ 73 mang về làm thuốc cũng không có đâu. Sáng dọn chưa ấm chỗ, dèo một cái là hết nồi bánh. Bà dành cả thời gian còn lại của ngày để nằm võng nghe Thái Thanh, hoặc dẫn con chó đi chơi dài dài trong xóm. Chó là tên của một con vịt sim cồ. Sống như má mình không phí cuộc đời, đâu phải giàu có mới vui. Nhắc tới đó chị bùi ngùi. Người ra thiên cổ lâu rồi, nhưng ký ức động đậy như người vẫn đi lại quanh đây. Chị nói người sống ung dung kiểu như vậy ngày giờ mỏi hiếm, nhưng không phải không có. Họ đang ở đâu đó, chừng như vô nhiễm với những cơn khát tiền. Ở Hội An, chị biết có một cái quán nước nhỏ nằm dưới vàng cát đằng, cà phê ngon, trà gừng hết sảy, mà y bông 11 giờ là đóng cửa. Sau bữa trưa, anh chị chủ dành thời gian đọc sách, nghe nhạc, chơi với mấy đứa cháu nhỏ. Nhiều sáng khách đông, hết chỗ ngồi, nhưng sân vẫn để trống không chẳng kê thêm bàn. Sân là khoảng thở của ngôi nhà, không phải chỗ để chen chúc bán mua lấy được. Nhắc mấy chuyện đó không phải nói khơi khơi, mà chị đang nhắn thằng em thời thào. Mà chị đang nhắn thằng em thời cào hốt này vẫn còn những người biết sống. Vì tuần sau là giỗ má, vì thằng em vừa chặt cây khế, cơi thêm một tầng lầu, chòm lan can ra che gần hết cái lộ hẻm. Nó nói không lấn được phần đất thì lấn phần trời. Tiền xây nhà nó kiếm được từ cái quán bánh canh má để lại, mở bán từ sáng sớm tới khuya. Nó thuộc kiểu người 13 đồng thì phải kiếm thêm 7 đồng cho chẳng 20. Dạo cái đã, chuyện khác tính sau. Cũng là con má nhưng tánh cái thằng em ngược một trời một vực. Tại sao bà chỉ bán 72 tô bánh canh? Bà giải thích rồi, nhiêu đó đã đủ lời để xoay sở trong nhà, còn lại dư chút đỉnh để dành khi bất trắc. Mấy chục năm, bà hài lòng với việc giữ gia cảnh của mình gói gọn trong hai chữ đủ ăn. Nhưng làm nhà giàu sướng hơn chứ má. Giàu nghèo gì phải vui mới được. Chữ vui đó cũng minh mông, với mỗi người nó có nghĩa khác nhau. Với bà chủ tiệm tạp hóa thông linh thì muôn buôn may bán đắt, mặc cho dĩa cơm tấm khô queo và ly cà phê đá tan trắng nhợt tự hồi nào. Vui của ông chủ chuỗi cửa hàng điện máy là mở thêm vài chi nhánh mới. Của cái quán nhậu tăng ba là khách nào ra khỏi đó cũng sùng sình say. Hay với vợ chồng thằng em, không vui nào bằng nghe tiếng những tờ giấy bạc sột soạt lúc nửa đêm. Nhưng có những người như má, vui bởi được nằm thong thả nghe Thái Thanh hát. Bể sầu không nhiều nhưng cũng đủ yêu, vì nhà có cây khế chua quanh năm ra trái, chua tới mức con nít bụi đời không thèm hái. Nhưng khế chua được cái trái nó lớn, mọng nước, dài cánh khía sâu. Má hái mớ trái chín vàng chất lên cái rổ tre cạn lòng là đẹp bừng lên bàn ăn trong bếp. Đó là ngôi nhà rất đẹp trong ký ức con cháu, không có hoa tươi. Như bà nói, hoa chỉ đẹp khi còn nguyên cành nguyên gốc, nhưng nhà vẫn được trưng diện bằng những thứ ít ai ngờ đến. Cái rổ tre lúc nào cũng đựng cái gì đó, khi thì những trái buồn khô, lúc khác thì trái bàng. Không phải cái loại trái cây ăn được, chúng rụng đầy ngoài công viên,
chỉ cần cúi lượm một chút là đầy rổ. Nhìn thấy cái đẹp trong thứ tưởng chừng vô dụng, 100% chẳng phải người biết sống gấp, sống nhanh. Mấy cái thứ trái tức cười trong cái rổ tre của má cũng là thứ mà chị nhớ. Vào một buổi chiều nào đó ghé thăm ngôi nhà siêu siêu gần cửa gió, sớm chài buổi trưa vắng người, trên bộ vạt sau nhà có một nắm trái su đũa nằm trên cái mo cao. Hỏi thứ này ăn được sao? Một thằng nhỏ cười: không có được đâu cô, con để vậy cho đẹp, chân ở sau nhà nên chắc chắn không gì khách, đẹp cái này là cho mình. Mớ trái gà chê dê quýt ngọ không phải được mang về bởi một phụ nữ nào, mà từ một cái thằng nhỏ trái nắng đen thui. Nghe thằng nhỏ nói, chị đoán sau này nó sẽ vác cây đờn đi ca tài tử. Sau một ngày đánh bắt mệt lả, nửa đêm về nó đứng ngoài hè một lúc lâu. Vợ hỏi sao không vô, nó nói trời nhiều sao quá, nhìn thêm chút nữa. Thằng nhỏ cũng có thể trở thành một anh giám đốc thiệt là ngầu, nhưng cuối mỗi tuần anh tắt điện thoại, chở con ra đồng thả diều, ngắm bèo trôi sông. Đó là một người sẽ tận hưởng được nhiều cái vẻ đẹp trên trời, bất kể giàu nghèo. Như má, một người đàn bà mà khi nhắc tới tên ai cũng buộc miệng kèm theo mấy chữ: sao mà biết sống quá xá. Cái khái niệm biết sống này cũng vô thường, mỗi người một kiểu. Nhưng nhìn một lượt, chừng như người biết sống là biết đủ. Khi đó tham vọng thôi sôi réo, họ trọn lòng lắng nghe những tiếng thì thầm ở quanh mình. Nhưng đó không phải là kiểu sống mà vợ chồng thằng em chọn. Nó nói ai cũng tà tà như vậy thì sao mà nước mạnh được. Mạnh là phải có tiền, nhiều tiền, rất nhiều tiền. Có tiền mua gì cũng được, mua vũ khí, mua bằng hữu, không thiếu nợ và khỏi phải lấy đất đai ra trừ cấn nợ. Chị hiểu nó muốn ám chỉ chính sự gì đây, cười, nói thì hay, bữa rồi có vài trăm ngàn tiền thuế mà cũng kỳ kèo trả giá. Người giàu nhiều mà đất nước vẫn nghèo là vậy, tới cái nắp cống ngoài đường cũng bị lấy cắp. Ai cũng dơ dét cho mình, sẵn sàng ôm tiền bỏ chạy. Hồi buổi chụp giật bắt đầu, ngó tiền lẻ nhét đầy tượng Phật. Chị không nghĩ thời thế kéo dài như vậy, lâu đến mức không tin là mình chờ được ngày kết thúc. Sống trước sống sau cứ hớt hải, nhỏ cháu chị mua sách dạy làm giàu về gối đầu giường. Dù ba nó nói cần gì đọc, chỉ cần chui vào cơ quan nhà nước lên cao thì đường nào cũng giàu. Ngó cái mớ tựa rất kêu kiểu như là làm giàu không khó, 27 cách trở thành tỷ phú. Chị biết trong đó không có câu nào khuyên người ta biết thả lỏng, tắm mình trong mùi hoa ban đỏ trong đêm. Mùi hoa nhẹ lắm, hít thở nhanh không cảm nhận được. Chị nhắc con nhỏ cũng có những cuốn sách chỉ cách người ta sống chậm, cách kháng cự lại cái lòng tham lúc nào cũng đói khát của chính mình. Ở hai bên con đường một chiều đi tới miền khuất mặt, nhiều thứ đẹp lắm, chạy nhanh thở gấp thì không thể nào mà thấy được đâu.